Chào anh em, mình bí tiền quá. Thôi đành bán đi chiếc đồng hồ mình ưa thích. Rất chỉ là bán kết con này. Đây là chiếc Longines sản xuất tại Thụy Sĩ những năm 1950. Theo điều tra thì khoảng độ từ năm 7 đến năm 9. Năm 957 đến năm 1959. Nó chạy cơ có tay. 17 chân kính. Máy 8424 của Longines. Đấy. Vỏ dạng bạc. Kính không có một vết xước nào sau gần một thế kỷ. Đấy. Hai kim. Đều màu đen và số chỉ giờ là số La Mã. Đây. Ở núm này có đính một viên đá quý. Đồng hồ thì theo mình nhận định cái thân đồng hồ là mới phải 98-99%, đằng sau vẫn còn dây bóng từ xa xưa rồi, chỉ có dây để lâu rồi là bị chóc là chúng ta phải thay thôi. Nhưng mà ngay cả các lỗ dây mình cũng để ý thấy là chưa từng bị chọc hoặc là kiểu như chưa, nó không bị doãn ra ấy, thì chứng tỏ chiếc đồng hồ này là không sử dụng chứ không phải là chiếc đồng hồ đã sử dụng. Đây, biểu tượng của Longines đấy ạ. Đấy, đây là một chiếc đồng hồ không sử dụng. Đấy, các bạn để ý thấy lúc đầu mình quay thì cái kim phút ở đây này. Bây giờ nó lên đây rồi. Chiếc đồng hồ còn rất chi là đẹp. Kích thước mỗi chiều là 33 mm. Đây là cả núm. Đều là cả tay đến đây. Dạng hơi tăng. Đấy, ở đây. Đấy, dây thì 18. Mình nghĩ là cái đồng hồ này thì vừa tay với nhiều người. Đấy, nó đây. Đồng hồ của bạn đây. Đấy, mình thực ra là mình định để cái con này để lưu trữ sau này để về già đấy, nhưng mà có lẽ là đói quá phải bán thôi. Đấy, đây là chiếc cơ có tay mọi người nhé, mình để lại để cho anh em chơi. À, mình đã thử rồi là cót qua 24 tiếng, qua bao lâu thì mình không rõ, nhưng mà mình đã để ý khoảng xấp chỉ 24 tiếng là đồng hồ vẫn chạy đấy. Thì mình để ý thế, hiện nay là do chưa điều chỉnh cũng chưa dầu mỡ gì cả, thì mình thấy là lệch khoảng độ tầm hơn 1 phút một chút một ngày. Đấy, khoảng hơn 1 phút một chút. Còn đương nhiên điều chỉnh được, những cái này điều chỉnh được vì nó có chỗ điều chỉnh mà. Đấy, giới thiệu với anh em chiếc Longines Thụy Sĩ 1950 là như vậy.